Để làm mềm cái bề mặt nước thì chúng ta có thể dùng lệnh smooth để chúng ta làm mềm cái đối tượng mặt nước. Ở đây tôi sẽ chọn mặt nước. Các bạn nhấn phím Z trên bàn phím để zoom gần lại thì thấy rằng đôi khi nó vẫn còn gãy khúc. Để mà tăng cái độ mềm mịn cho mặt nước này, để mà khi chúng ta kết xuất nó đẹp hơn. Các bạn qua Modify, bấm Modify List, gõ phím TU để tìm đến Turbo Smooth, làm mềm cấp độ cao. Sau các bạn bấm Turbo Smooth thì các bạn thấy ngay mặt nước chúng ta rất là mịn màng và đẹp rồi. Tôi có thể bật tắt cái bóng đèn này để các bạn thấy hiệu ứng rất đẹp phải không các bạn? Thì ở cái lệnh Turbo Smooth này, chúng ta tăng cái phần Interpolation này. Các bạn tăng từ từ cấp 1 thôi, ví dụ như số 1, số 2. Chứ các bạn mà kéo lên một lúc thì có thể gây đơ máy và treo máy. Isoline Display là hiển thị những cái đường lưới gốc. Ở cái lệnh này chúng ta chỉ cần chú ý đến những cái đối tượng Interaction và Isoline. Ngoài ra chúng ta không chú ý gì đến các đối tượng khác, ví dụ như các cái thông số về bề mặt, vật liệu, rồi có làm mềm cái nhóm hay không. Các chế độ hiển thị thì chúng ta nên để nguyên để nó cập nhật hiển thị cho chúng ta thấy một cách nhanh chóng nhất có thể. Và đây chúng ta có thể bật cái tắt lệnh theo ý muốn của chúng ta. Ở đây tôi sẽ dùng cái chế độ Turbo Smooth là 1 thôi. Nếu mà tăng nhiều thì nó cũng gây nặng máy. Các bạn hết sức chú ý, tôi lặp lại một lần nữa. Nếu các bạn mà nhấn chặt chuột trái mà kéo thì chắc chắn rằng máy các bạn sẽ bị đơ máy đấy. Vậy là chúng ta đã cùng nhau mô hình xong Kylie. Và chúng ta đã dùng cái lệnh Smooth để làm mềm cái đối tượng bề mặt nước. Trông rất tuyệt phải không các bạn?